Thưa quý vị và các bạn, phải khẳng định rằng Quảng Ninh đã và đang trở thành một cực tăng trưởng khu vực phía Bắc với kinh tế phát triển mạnh mẽ, kết cấu hạ tầng đồng bộ, an sinh xã hội được chăm lo. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Quảng Ninh. Bởi bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thử sức, các doanh nhân đã tiên phong đi đầu, đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Trên con đường tiên phong đó, những thách thức là không ít, song bằng nỗ lực đã biến những trở ngại thành sự thành công. Qua đó ổn định sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Thành công của họ còn là nguồn cảm hứng lan tỏa của các lớp kế cận. Đây là một buổi họp với nhân viên về hoạt động kinh doanh của anh Bùi Vũ Chiến, giám đốc công ty cổ phần CCG. Mặc dù đã có những thành công trên con đường kinh doanh, song nhận thấy thị trường, nhu cầu, mức sống của người dân Quảng Ninh tăng cao. Thêm vào đó, thị trường nội thất tại Quảng Ninh vô cùng tiềm năng bởi nhiều dự án xây dựng khu đô thị, chung cư, căn hộ đã và đang được đầu tư mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh. Do đó, là một nhà đầu tư lại là một người đam mê với nội thất. Anh Chiến đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực nội thất với nhiều lợi thế này. CCG đi vào hoạt động từ năm 2015, xác định rõ chất lượng là chìa khóa cho sự thành công. Công ty đã đầu tư hệ thống nhà xưởng với hệ thống máy móc quy mô hiện đại tự động hóa cùng đội ngũ kiến trúc sư, nhân viên kỹ thuật lành nghề. Bên cạnh đó, công ty cũng chú trọng thiết kế, sắp xếp bài trí không gian trưng bày sang trọng nhằm tạo ấn tượng cho khách hàng. CCG hiện đang là đơn vị nhượng quyền của nhiều thương hiệu nội thất trong và ngoài nước tại Quảng Ninh như An Cường, Maloca, An Concept. Công ty đang có 4 cửa hàng trưng bày tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Nhờ đó, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, song doanh thu của công ty năm sau cao hơn năm trước, đảm bảo việc làm cho trên 50 lao động với thu nhập ổn định, môi trường làm việc hiện đại. Tôi đã làm việc ở đây được 7 năm ạ. Và trong suốt cái quá trình làm việc ở đây thì tôi cảm thấy đây là một môi trường trẻ, năng động và có nhiều cơ hội để cho các bạn phát triển. Trong đó thì hàng năm chúng tôi đều có những cái cuộc trau dồi kiến thức và nâng cao kinh nghiệm dành cho các bạn nhân viên đã làm việc lâu năm ở đây. Và cái điều kiện phát triển thì vô cùng tốt, để giúp cho chúng tôi có thể phát triển cái tương lai của mình lên một tầm cao mới và có thể có cái nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty. Với tâm thế hiện tại là chúng tôi đang hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp top đầu về lĩnh vực trong cả nước. Và để làm được điều này, chúng tôi sẽ tiếp tục đón đầu các xu hướng nội thất, nâng cao trình độ nhân viên, mở rộng các chuỗi cửa hàng và quy mô nhà xưởng. Với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng, thời gian qua các doanh nghiệp trẻ Quảng Ninh đã không ngại đương đầu, dấn thân, khởi nghiệp ở những lĩnh vực mới. Chị Trần Thị Hải Yến, giám đốc công ty cổ phần Galaxy Fitness là một trong số đó. Với 10 năm kinh nghiệm, năm 2020, chị Yến đã đầu tư, dẫn dắt, điều hành thương hiệu iFit Hạ Long. iFit Hạ Long cung cấp đa dạng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhiều đối tượng khách hàng ở các độ tuổi khác nhau với cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, bài bản, đạt tiêu chuẩn 5 sao. Với mong muốn mang lại sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, cùng với việc không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, iFit còn thường xuyên tư vấn cho khách hàng các chế độ ăn dinh dưỡng, phương thức sống lành mạnh, cách thức cân bằng cuộc sống, qua đó giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe, rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Sau 2 năm hoạt động, đến nay iFit đã có tới 1.500 khách hàng là hội viên. Tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cụ thể hơn là những cái sản phẩm mới tôi sẽ ra đời, đấy là spa và yoga trị liệu, để làm cho mọi người ngoài có cái sức khỏe tốt còn có tâm an lành. Thì đấy là cái sản phẩm mà tôi sẽ ra đời trong vòng cuối năm nay và đầu năm tới. Quảng Ninh đang là địa bàn phát triển sôi động, thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân kịp thời nắm bắt, mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Nhận thấy tiềm năng của thị trường Quảng Ninh, năm 2016, anh Bùi Quốc Hiệu, phó giám đốc công ty luật Duy X cùng các cộng sự đã thành lập văn phòng luật sư Duy X. Trải qua 10 năm, với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, công ty hiện đang thực hiện hỗ trợ pháp lý cho nhiều đối tác là doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, công ty là đơn vị uy tín trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư đến từ các nước Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông.
Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự am hiểu về hệ thống pháp luật Việt Nam, nắm bắt được chính xác vấn đề cần giải quyết, nhiều kinh nghiệm làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương và trung ương. Trải qua những ngày đầu khởi nghiệp gian nan, đến nay công ty luật Suy X đang có 4 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Ninh. Năm 2022 thì công ty sẽ định hướng tiếp tục mở rộng các mối quan hệ với các luật sư nước ngoài và công ty trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư tại các quốc gia mà có đầu tư FDI lớn ở Việt Nam như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông. Ngoài ra thì trong năm 2022 chúng tôi sẽ tăng cường kết nối với các chủ doanh nghiệp Việt Nam có cùng khách hàng mục tiêu trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm dịch vụ cho doanh nghiệp FDI như là tư vấn thuế, kế toán, cung ứng nhân lực, bất động sản khu công nghiệp, cung cấp dịch vụ visa hay là cư trú cho các chuyên gia nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng chi nhánh tại một số các tỉnh thành, ví dụ như là Lạng Sơn, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, ở những cái tỉnh mà có rất nhiều các doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất tại đây, nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý một cách chuyên nghiệp và nhanh chóng nhất. Cùng với sự phát triển của kinh tế, an sinh xã hội đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững. Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng kiến tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, thông thoáng, để từ đó khích lệ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Cùng với tỉnh, Quảng Ninh là một trong số ít địa phương có nhiều câu lạc bộ, hội, hiệp hội doanh nghiệp được ra đời, hoạt động sôi nổi, tích cực và thường xuyên. Đây chính là sân chơi, không gian, môi trường cho các doanh nghiệp cùng nhau giao lưu, học hỏi, trao đổi, nhất là thúc đẩy liên kết, bán chéo sản phẩm, gia tăng doanh thu của mỗi doanh nghiệp. Các câu lạc bộ, hội, hiệp hội còn là cầu nối vững chắc giữa chính quyền và doanh nghiệp, từ đó tạo ra sự tương tác hai chiều, cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhóm kết nối kinh doanh của cộng đồng doanh nhân BNI là một trong số các tổ chức đang phát huy được hiệu quả trong việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cơ hội gia tăng doanh thu từ việc giới thiệu các mối quan hệ của mình qua các sản phẩm, dịch vụ, các thành viên khác trong cùng một nhóm, cũng như nhận cơ hội kinh doanh mở rộng doanh thu từ các mối quan hệ khác của thành viên trong và ngoài nhóm. Ngoài ra, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ được tổ chức hàng tuần, các thành viên của BNI không chỉ vừa trao đổi, thảo luận, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà đã tạo ra cơ hội quảng bá doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, kết nối với nhau để cùng phát triển. Đặc biệt, một quy định bắt buộc là mỗi thành viên trong một nhóm BNI đều phải kinh doanh các ngành nghề khác nhau. Vì vậy, qua các buổi sinh hoạt, các doanh nghiệp có thể tăng doanh thu cũng như mở rộng doanh thu từ các mối quan hệ của các thành viên bán chéo sản phẩm lẫn nhau. Thì trong 5 năm tôi tham gia BNI, cái lợi ích lớn nhất khi mà BNI mang lại cho chúng tôi ấy, đó chính là cái môi trường để kết nối doanh nghiệp rất là rộng. Chúng ta kết nối không chỉ tại thị trường Quảng Ninh mà chúng ta kết nối tại thị trường Việt Nam và với 380.000 thành viên trên toàn thế giới. Và chúng tôi có tìm kiếm được các cái nguồn sản phẩm mới cũng như là các môi trường kinh doanh để chúng tôi kết nối trong một thời gian 5 năm như vậy. Cái điều thứ hai mà tôi nhận được khi mà trong 5 năm tham gia BNI đó chính là một cái môi trường được học tập và nâng cấp bản thân rất là tốt và là một cái quy trình đã được khép kín trong 37 năm của BNI. Cùng nhau thì chúng ta sẽ phát triển tốt hơn. Thế thì ở khu vực Quảng Ninh của chúng tôi thì hiện nay đã có 5 chapter, ở Hạ Long của chúng ta thì có 3 chapter. Và Uông Bí có 1 và Cẩm Phả đã có 1. Thế thì cái kế hoạch phát triển của BNI ở khu vực của chúng tôi thì cũng sẽ là trong cái năm 2022 này sẽ phát triển thêm 4 chapter nữa. Thế là 1 chapter ở khu vực Quảng Yên, 1 chapter ở Đông Triều và ở Vân Đồn và Móng Cái. Thì đấy là cái kế hoạch mà phát triển để làm thế nào đó để cho nhiều cái chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa các anh chị có cái môi trường hoạt động. Với tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, các doanh nghiệp doanh nhân Quảng Ninh đang không ngừng đổi mới, đi đầu, thử sức trên nhiều lĩnh vực. Họ sẽ tiếp tục đoàn kết trí tuệ, đổi mới không ngừng hiện thực hóa các ý tưởng, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ mới, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh bền vững. Đồng thời, từng bước đón đầu làn sóng của công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Không chỉ sự thành công, tư duy, hành động, ý chí của họ chắc chắn sẽ trở thành nguồn cảm hứng của các lớp kế cận để tự tin đương đầu với những thử thách, biến ý tưởng thành thành công, cống hiến xây dựng quê hương, đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, trong chặng đường phát triển, những khó khăn đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nhân là không ít.
vậy nên để có thể gặt hái được thành công dù trong bất cứ giai đoạn nào, dù khởi nghiệp, xây dựng hay phát triển, các doanh nghiệp, doanh nhân vẫn luôn rất cần có sự hỗ trợ sát cánh, đồng hành của tỉnh, sở ngành và địa phương trong việc kiến tạo một môi trường đầu tư thông thoáng, hiệu quả, lành mạnh. Cùng với địa phương, trong giai đoạn của sự phát triển hiện nay, hơn lúc nào hết, những giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước là một trong những động lực quan trọng, cấp bách và cần thiết để mỗi doanh nghiệp, doanh nhân luôn tự tin trên con đường kinh doanh, từ đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.